Chào các bạn, chúng ta lại gặp lại nhau trong Gặp Nhau Cuối Ngày vào hôm nay mùng 2 tháng 4. Ngay bây giờ thì hãy cùng xem ngày hôm nay sẽ có những tin tức gì nổi bật nhé. Vào ngày hôm nay mùng 2 tháng 4 thì hệ thống rạp chiếu phim CGV đã khiến cho dân tỉnh sốc nhẹ bằng việc là thông báo là sẽ phụ thu thêm giá xem phim. Và mặc dù là chỉ sau ngày cả tháng 4 có một ngày thôi và khiến cho dân tỉnh còn rất là hoài nghi về thông tin này, tuy nhiên thì rất tiếc đây lại không phải là một trò đùa của ngày nói dối. Tại website của CGV thì mức giá sẽ được áp dụng tăng từ 5.000 cho đến 50.000 đồng cho các loại suất chiếu và loại ghế cũng như là phòng chiếu 3D, 2D khác nhau. Cụ thể là vé VIP 2D sẽ tăng 5.000 đồng trên một vé và việc tăng ở mức cao chủ yếu sẽ tập trung ở vé 3D và ghế Sweet Box. Theo đó thì tại rạp CGV ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, phụ thu cao nhất dành cho các vé 3D với mức phụ thu sẽ là 50.000 đồng trên một vé, sẽ là vào khoảng 160.000 đồng trên một vé 3D vào cuối tuần tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Còn tại các rạp ở các tỉnh thành khác thì phụ thu sẽ là 30.000 đồng trên một vé 3D cho cả trong tuần lẫn cuối tuần. Chưa kể thay vì đưa ra một bảng giá cụ thể thì phía CGV chỉ thông báo phần phụ thu so với giá vé thường, khiến cho nhiều khách hàng vẫn không thể hiểu được và tưởng rằng là giá vé sẽ tăng lên đến 50.000 đồng so với trước đó. Nhưng thực chất là chính sách này chỉ thay đổi ở chỗ là sẽ bỏ đi chương trình đồng giá 49.000 suất tuần cho đối tượng U23, nghĩa là dưới 23 tuổi, chứ không khác nhiều so với những khách hàng thông thường. Và thậm chí là với chính sách này thì một số suất chiếu 3D ở một số rạp sẽ còn rẻ hơn lúc trước khá nhiều. Kim Samuel, người được mệnh danh là Hoàng tử Lai, và đêm ngày hôm qua mùng 1 tháng 4 thì đã đáp chuyến bay tới sân bay Tân Sơn Nhất và đã nhận được sự chào đón rất nhiệt tình từ phía người hâm mộ Việt Nam. Anh chàng còn tiết lộ rằng hai điều mà nhất định chắc chắn sẽ phải làm khi đến Việt Nam đó chính là ăn thử phở và mặc thử áo dài. Samuel hạ cánh tới sân bay Tân Sơn Nhất khá là muộn nhưng mà đông đảo người hâm mộ Việt Nam vẫn tập trung rất đông để chờ đón cậu. Và khác với lần đầu tiên tới Việt Nam thì lần này cậu chọn đi bằng cổng thường để giao lưu nhiều hơn với người hâm mộ. Các fan thì rất phấn khích và nhiều người thì đã cố gắng để được chạm vào thần tượng của mình. Trong tình huống này thì Samuel vẫn rất là vui vẻ và hạnh phúc khi được người hâm mộ chào đón nhiệt tình đến như vậy. Lúc di chuyển về khách sạn nghỉ ngơi thì Samuel cũng không quên vẫy tay chào người hâm mộ và đa số các fan thì chỉ đứng ở phía ngoài và vẫy tay để chào đón thần tượng của mình thôi. Vào sáng ngày hôm nay mùng 2 tháng 4 thì Hoàng tử Lai này đã có một buổi làm việc với báo chí và anh cho biết đây là lần thứ hai mà anh đến Việt Nam, mỗi lần thì đều có những cảm xúc khác nhau. Và xong lần này thì anh không thể ngờ được là mình lại được chào đón nhiệt tình đến như vậy. Nói về ấn tượng khi tới Việt Nam thì Kim Samuel đã chia sẻ rằng chắc chắn là anh sẽ phải ăn thử món phở và mặc thử áo dài Việt Nam. Kim Samuel cũng tiết lộ rằng món quà đặc biệt mà anh sẽ dành tặng cho người hâm mộ trên sân khấu nhạc hội Song Ca sẽ là tiết mục Uptown Funk với một phiên bản hoàn toàn mới, và phần còn lại thì anh chàng xin giữ đó là điều bất ngờ dành cho người hâm mộ. Thần tượng nhỏ tuổi này còn nói xin chào Việt Nam bằng tiếng Việt trong buổi họp báo. Và nếu như có cơ hội được nhận lời mời biểu diễn chung với nghệ sĩ Việt Nam thì anh chàng sẽ đồng ý ngay. Chắc hẳn là chúng ta đã từng xem qua rất nhiều những đoạn clip để chứng minh rằng tiểu lượng của chị em phụ nữ không hề thua kém gì đàn ông cả. Và mới đây thì một cô dâu trong đám cưới của mình đã uống liên tiếp 10 chén rượu đầy để có thể nhận được phong bì từ phía bạn bè của mình. Và clip này thì hiện tại đang gây xôn xao cộng đồng mạng và đã được chia sẻ rất là nhiều. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng xem nhé. Có lẽ đám cưới là một ngày trọng đại trong cuộc đời của mỗi người, và ngày nay thì việc cô dâu chú rể uống rượu cùng khách mời trong ngày vui không còn là chuyện hiếm gặp nữa. Nhưng tuy nhiên thì việc tân nương dám cạn hết cả một bát rượu đầy để có thể nhận được tiền mừng như trong đoạn clip dưới đây thì thật sự rất bất ngờ đấy. Hình ảnh được ghi lại từ một đoạn clip và cô dâu đã cười rất tươi khi đến bàn của đám bạn thân và gặp phải thử thách có 102. Theo đó thì muốn nhận phong bì thì phải uống hết 10 chén rượu đầy, và đứng trước thách thức này thì tân nương không ngần ngại đã thể hiện tài năng trong sự thán phục của rất nhiều quan khách. Đặc biệt là trong khi mà nhóm bạn sợ cô dâu không uống hết được số rượu này thì đã đưa ra một gợi ý là uống hết một chén thì sẽ được cầm một tờ phong bì. Tuy nhiên thì chủ nhân của buổi lễ đã tự tin và khẳng định rằng đã mất công uống thì phải lấy bằng hết số tiền trên. Bên cạnh những ý kiến bày tỏ sự thán phục trước khả năng uống rượu của cô dâu, tuy nhiên thì một số ý kiến khác cũng cho rằng việc uống nhiều chất cồn vào người như vậy thì sẽ không tốt cho sức khỏe. Với một mô hình buôn bán chuẩn sạch mới thì một sạp thịt lợn ở Hải Phòng đã nổi như cồn chỉ sau vài giờ được đăng tải lên mạng xã hội, với một cách vô cùng sáng tạo mà chắc chắn là các bạn sẽ không thể ngờ tới được đâu. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng xem đó là gì nhé.
Mới đây thì trên mạng xã hội một bài viết đã được đăng tải về một sạp thịt lợn được giăng kín mùng màn để che chắn và kèm theo một dòng chú thích: cô bán thịt đầy đủ vệ sinh an toàn thực phẩm nhất tại Hải Phòng. Và sạp thịt lợn này thì được căng màn kín quầy để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Và ngay lập tức thì những hình ảnh thú vị này thì đã thu hút được rất nhiều sự quan tâm mạnh mẽ từ phía cộng đồng mạng. Chỉ sau một giờ đăng tải thì nó đã nhận được khoảng hơn 10.000 lượt thích và hàng trăm chia sẻ cũng như là bình luận rất sôi nổi từ phía cư dân mạng. Thậm chí có người còn chia sẻ và khẳng định rằng là nếu như có đi du lịch tới Hải Phòng thì chắc chắn là sẽ ghé qua để ủng hộ sạp thịt với mô hình chuẩn sạch này. Các bạn thân mến, và vừa rồi là những tin tức nổi bật nhất có trong ngày hôm nay, mùng 2 tháng 4. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Còn bây giờ thì xin chào và chúc các bạn ngủ ngon nhé.